Bạn đã thử tô lớp nền đẫm nước bao giờ chưa? Bôi giấy hay việc phủ một lớp nước lên giấy thường được dùng cho các tranh có mảng màu lớn hoặc để làm ẩm bề mặt giấy. Một số dòng giấy có bề mặt khá keo nên nếu bôi giấy trước sẽ giúp giấy tô màu tốt hơn. Hoặc bạn nào thích tô uết on uết thì bề mặt giấy ẩm cũng sẽ dễ tô kỹ thuật này. Hôm nay mình sẽ bôi giấy và phủ màu lên toàn bộ tranh trước khi bắt đầu vẽ vào chi tiết. Mình gần như đã có một khoảng thời gian dài vẽ với lớp nền như thế này. Việc tô một lớp nền mỏng sẽ giúp cho tranh không có mảng màu trống. Bên cạnh đó các màu nền sẽ có sự tương tác và hòa vào với nhau. Với lớp nền ướt thì các bạn cũng có thể xử lý với nhiều hiệu ứng như muối, cồn, nước vân vân. Tranh này sẽ có phần hoa màu xanh làm nền nên mình sẽ cho màu xanh ở đây. Sau khi lớp nền khô bạn có thể tiếp tục đắp các lớp màu khác lên tranh. Mặc dù lúc ướt thì màu khá đậm nhưng sau khi khô thì màu sẽ nhạt đi. Nên bạn đừng quá lo nhé. Lớp nền này mình có phun cồn nên nó sẽ có ít hiệu ứng. Và đây là kết quả cuối cùng của tranh đây nha.